sáng kiến của mình trong thời kỳ hậu chiến từ năm 1947 đến năm 1953. Stalin muốn tổ chức triển khai xây dựng các siêu dự án. Đây không chỉ là khát vọng mà còn là mong muốn thể hiện sức mạnh một siêu cường. Nắn dòng chảy các dòng sông Siberia, xây dựng trạm Zvezda trên mặt trăng, cung điện Xô Viết và nhiều dự án hoành tráng đầy tham vọng của Liên Xô phải cùng chung một số phận, không thể thực hiện được hoặc thực hiện dang dở. Hoài niệm Liên Xô trân trọng giới thiệu top 10 dự án đầy tham vọng và dang dở, sắp xếp theo thứ tự thời gian. Vị trí thứ nhất, cung điện Xô Viết. Cung điện Xô Viết là kết quả của nghệ thuật trang trí hiện đại và chủ nghĩa tân cổ điển trong kiến trúc của Liên Xô. Công trình được thiết kế vào những năm 30 của thế kỷ 20 và hình dáng bên ngoài vẫn gây ấn tượng cho đến ngày nay. Cung điện Xô Viết với 100 tầng cao 420m được cho là tòa nhà cao nhất thế giới lúc bây giờ. Cung điện thiết kế bao gồm 4 khối chính. Khối A là hội trường lớn với sức chứa 15.000 người. Khối B gồm một hội trường nhỏ dành cho 5.900 người. Khối C gồm 2 hội trường quy mô dành cho 500 người và 2 hội trường 200 người. Với mặt bằng dịch vụ có tổng diện tích 2.800m2. Khối D với 2.000m2 dành cho ban quản lý và bộ phận dịch vụ tòa nhà. Tổng diện tích cung điện là 36.800m2. Vào năm 1937, bắt đầu triển khai xây dựng cung điện. Nhưng chiến tranh thế giới lần thứ hai xảy ra, nên vào tháng 9 năm 1941, mọi công việc xây dựng kết thúc. Tất cả các nguồn lực dành cho cung điện như vật liệu xây dựng được chuyển cho nhu cầu quân sự. Sau khi chiến tranh kết thúc, chính phủ Liên Xô đã quyết định dừng triển khai công việc xây dựng và chúng ta không có cơ hội được nhìn thấy cung điện Xô Viết. Vị trí thứ hai, kênh đào Turkmenistan. Năm 1950 được đánh dấu bằng sự khởi đầu dự án kênh đào Turkmenistan. Kênh đào được thiết kế với mục đích tưới tiêu và cải tạo vùng đất khô hạn của Turkmenistan, tăng diện tích trồng bông. Ngoài ra, ý tưởng táo bạo chính là tạo ra tuyến giao thông thủy kết nối sông Volga với sông Amur Darya. Kỳ vọng 25% lưu lượng nước của Amur Darya sẽ bù đắp cho kênh cạn kiệt của Izboy dọc hành trình cho đến thành phố Krasnovodsk. Quy mô dự án thật ấn tượng với tổng chiều dài kênh dự kiến là 1.200 km, chiều rộng nhỏ nhất là 100 m, độ sâu trung bình 6-7 m. Ngoài kênh chính, một mạng lưới kênh tưới tiêu phục vụ nông nghiệp có tổng chiều dài 10.000 km. Trong quá trình thi công, dự án dự kiến sử dụng 5.000 xe ben, 2.000 máy ủi, 2.000 máy xúc, 14 tàu hút bùn. Nhân sự cho dự án là cả một vấn đề. Chính phủ quyết định sử dụng tù nhân và cư dân địa phương làm lực lượng lao động chính cho dự án. Năm 1953, tại công trường có 7.268 công nhân và 10.000 tù nhân làm việc. Sau cái chết của Stalin, theo sáng kiến của Beria, chính phủ Liên Xô quyết định dừng dự án vì tính hiệu quả kinh tế và sau đó bị dừng hoàn toàn vì lý do thua lỗ. Như vậy là nhiều tỷ rúp của các chú cứ phá đã bay vào không khí. Vị trí thứ ba, đường cao tốc xuyên Bắc Cực. Mục đích xây dựng cao tốc này là kết nối phía Tây Bắc Murmansk, Arkhangelsk với phía Đông Bắc Chukotka và bờ biển Akhot. Trong thời gian ngắn phải đồng thời công tác thiết kế và khảo sát xây dựng và đảm bảo không thể làm ảnh hưởng đến chất lượng của tuyến đường sắt đang được xây dựng. Tổng cộng khoảng 80.000 người đã được tham gia dự án. Tạp chí Time đã nói về Stalin là con người không giới hạn về tham vọng của mình. Theo sáng kiến của ông, trong thời hậu chiến từ năm 1947 đến năm 1953, Stalin muốn tổ chức xây dựng các siêu dự án, sử dụng nguồn nhân lực lớn với cái tên đơn giản Gulag. Trong đó có các dự án cao tốc xuyên Bắc Cực. Và cái gì đến phải đến, ngay sau cái chết của Stalin vào năm 1954, lại thêm một siêu dự án bị dừng lại chỉ vì ngân sách khủng phải ném vào vùng Bắc Siberia băng giá. Vị trí thứ tư, đường hầm Sakhalin. Một dự án khủng khác đã không tồn tại sau cái chết của Stalin là đường hầm Sakhalin.
Thực ra ý tưởng xây dựng một đường hầm đến Sakhalin đã được đưa ra vào cuối thế kỷ 19. Nhưng do kinh tế yếu kém và thiếu thốn, nên lúc đó đã không bao giờ được thực hiện. Năm 1950, Joseph Stalin lục lại ý tưởng kết nối Sakhalin với đất liền bằng đường sắt. Các phương án có bến phà, cầu và đường hầm đã được đưa ra xem xét. Ngay sau đó, theo kế hoạch, việc xây dựng bắt đầu vào năm 1950 và dự kiến hoàn thành vào năm 1955. Với chiều dài đường hầm 10 km, cùng công nghệ lúc đó cũng như điều kiện thi công rất khắc nghiệt, thì 5 năm là thời hạn rất gấp rút. Từ chủ nghĩa xã hội đến chủ nghĩa cộng sản, thì những bước đi 5 năm có ý nghĩa lịch sử. Và đất nước Liên Xô đã đi bộ tại công trường này với những đôi chân của hơn 27.000 người. Tất cả đều là tù nhân và công nhân tự do. Và vào mùa xuân năm 1953, việc xây dựng đã dừng lại, đang dở. Vị trí thứ 5, nắm dòng chảy các dòng sông ở Siberia. Vì mục đích là nông nghiệp, và rồi người ta lên kế hoạch chuyển một phần dòng chảy của một số con sông ở Siberia, chẳng hạn như sông Obi và sông Irtysh, đến các vùng khô cằn của Liên Xô. Dự án này đã trở thành một trong những dự án đầy tham vọng nhất của Liên Xô thế kỷ 20. Trong hơn 20 năm, có hơn 160 tổ chức khoa học và công nghiệp Liên Xô đã lao tâm khổ tứ chỉ vì một tham vọng. Giai đoạn đầu tiên của dự án liên quan đến việc xây dựng con kênh đào dài 2.500 km, rộng từ 130 đến 300 m và sâu 15 m. Giai đoạn thứ hai là thay đổi hướng của Irtysh 180 độ. Đó là vùng nước của Irtysh đã được đưa lên kế hoạch dẫn theo hướng ngược lại với sự trợ giúp của các trạm bơm, công trình thủy điện và hồ chứa nước. Người ta hay nói nhân tính không bằng trời tính. Tuy nhiên ở đây, các học giả, các nhà khoa học Liên Xô đã thuyết phục lãnh đạo đất nước này hãy để yên cho các dòng sông Siberia như nó hiện có. Và cũng rất may là dự án đã không thành hiện thực. Và cứ nếu khăng khăng làm thì không chỉ tốn tiền mà biết đâu còn là một thảm họa nhân tạo về môi trường của thế kỷ 20. Vị trí thứ 6, tháp Nikitin, Travut 4000. Năm 1966, các kỹ sư Nikolai Nikitin là tổng thiết kế của tòa tháp truyền hình Astankino và Vladimir Travut đã thiết kế tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới ở Nhật Bản. Về mặt lý thuyết, tòa nhà chọc trời thật tráng lệ và kiêu hãnh. Chiều cao 4 km, tòa tháp được chia thành 4 khối, mỗi khối dài 1 km và có đường kính chân đế là 800 m. Có tính toán đến khả năng chịu được những cơn địa chấn mạnh và tần suất gió bão lớn ở Nhật Bản. Theo thiết kế thì đây là một chung cư có sức chứa lên đến 500.000 người. Năm 1969, công việc thiết kế bị dừng lại, không phải là do vướng mắc về giải pháp kỹ thuật, mà vấn đề là đầu tiên, tiền đâu. Khách hàng Nhật Bản chợt tỉnh ngộ với yêu cầu giảm chiều cao của tòa nhà xuống 2 km, rồi sau đó giảm xuống 550 m, và cuối cùng họ hoàn toàn từ bỏ ý định xây dựng tòa tháp. Các bản vẽ cơ sở để triển khai cho các dự án khác, nhưng không ai từng xây dựng chúng. Quá đắt. Vị trí thứ 7, Terra 3. Kể từ năm 1965, tại bãi thử Sarisagan trên thảo nguyên Kazakhstan gần hồ Balkhak, dưới sự lãnh đạo của viện sĩ Nikolai Basov và các nhà khoa học Liên Xô đã bắt đầu nghiên cứu về tổ hợp laser để chống tên lửa vào vòng không vũ trụ. Dự án đặt tên là Terra 3, dưới biệt danh Dự án 2505 ở dạng tuyệt mật. Dự án nằm dưới sự kiểm soát của quân đội. Các nhà khoa học đã phát triển và thử nghiệm các tia laser có khả năng đốt cháy hoặc đánh bật các đầu đạn tên lửa đạn đạo. Dự án Terra 3 không gì khác hơn là một hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo, đồng thời cũng là một tổ hợp khoa học thực nghiệm bắn tia laser. Thật không may, vào đầu những năm 1970,
các nhà khoa học Liên Xô đã phát hiện ra rằng sức mạnh của tia laser không đủ để bắn hạ đầu đạn tên lửa đạn đạo. Sau khi Liên Xô tan rã, toàn bộ dự án theo chương trình Terra 3 đã bị dừng triển khai. Dự án tuyệt mật dưới cái tên 2505 đã được bàn giao cho quân đội Kazakhstan. Và rồi không ai cần đến nó. Khu phức hợp độc đáo và hầm hố đã bị cư dân địa phương cướp phá và phá hủy. Hơn nửa thế kỷ phơi mặt với gió sương, giờ đây Terra 3 chỉ còn là một bãi hoang phế. Thỉnh thoảng có du khách tò mò đến đây để check-in tàn tích của nó. Vị trí thứ 8, trạm Zvezda trên mặt trăng. Vào những năm 60, Konstantin Tsiolkovsky đã ấp ủ ý tưởng xây dựng trạm Zvezda của Liên Xô trên mặt trăng. Sergei Kovalev đã đưa ra quan điểm của mình về việc khám phá cũng như về việc phát triển và sử dụng các nguồn tài nguyên của mặt trăng. Các nhà khoa học đã mường tượng khái niệm thành phố trên mặt trăng là một mô đun không người lái với các thiết bị tự động dùng để khám phá bề mặt của vệ tinh trái đất. Trong tương lai, các khoang nối tiếp theo sẽ được gắn vào mô đun chính và toàn bộ mô đun này sẽ dùng năng lượng từ lò phản ứng hạt nhân của hệ thống sẽ đi vòng quanh mặt trăng. Năm 1962, Sergei Kovalev chỉ đạo cục thiết kế nhà nước SpaceMart do Vladimir Parmin đứng đầu phát triển dự án. Vladimir Parmin nổi tiếng với các thiết kế bệ phóng cho tất cả các tên lửa của Liên Xô. Các dự án của ông được đánh giá bởi sự đơn giản và đáng tin cậy. Theo tin đồn, Vladimir Parmin đã từ chối bắt đầu dự án cho đến khi biết phương tiện để phóng là cái gì. Sergei Kovalev chấn an: "Anh cứ lo làm bệ phóng đi, còn tôi sẽ quyết định cách đưa nó lên mặt trăng." Vào cuối những năm 80, các phi hành đoàn cho tàu mặt trăng đã được chọn và các chuyến bay đã được lên kế hoạch. Dự án Vladimir Parmin đang ở giai đoạn sẵn sàng cao, nhưng việc phóng phương tiện siêu nặng N1 lên mặt trăng đã thất bại. Vào ngày 24 tháng 11 năm 1972, chương trình kết thúc khi lần phóng thứ tư của N1 kết thúc trong một tai nạn. Dự án Zvezda là thất bại lớn nhất của Sergei Kovalev bởi vì nhiều lý do, trong đó có lý do về mặt kỹ thuật. Để ước mơ không gian trở thành hiện thực thì nhà nước Liên Xô cần một ngân sách tầm 50 tỷ rúp thời giá những năm 70. Cuối cùng, chính phủ đã quyết định từ bỏ sự xa xỉ như vậy trên mặt trăng. Vị trí thứ 9, hệ thống thu thập và xử lý thông tin tự động quốc gia OGAD. OGAD dựa trên các nguyên tắc điều khiển học và được thiết kế để quản lý tự động nền kinh tế của toàn Liên Xô. Đó là hệ thống phải đảm bảo tương tác tổng thể theo chiều dọc và chiều ngang của tất cả các lĩnh vực nền kinh tế nhà nước để đảm bảo lập kế hoạch, quản lý và xử lý thông tin. Nói nôm na, việc quản lý nền kinh tế do một cổ máy được thiết kế để hợp lý hóa, ổn định và nâng cao cuộc sống của người dân. Vào cuối những năm 70, dự án đã triển khai một phần vào thực tế. Vào đầu những năm 80, thiết kế kỹ thuật của OGAD về cơ bản đã xuất hiện, nhưng lãnh đạo chính phủ Liên Xô chưa quyết định phê duyệt triển khai dự án. Kể từ năm 1990, dự án OGAD đã mất đi tính thời sự và tương lai tươi sáng đã là một phần của quá khứ do đất nước chuyển đổi từ phương pháp quản lý kinh tế theo kế hoạch sang phương pháp quản lý thị trường. Vị trí thứ 10, hệ điều hành Demos. Nếu không phải vì sự sụp đổ của Liên Xô, thì hệ điều hành hợp nhất Demos là những gì có thể được cài đặt trên máy tính của bạn thay vì Windows thông thường. Trên thực tế, Demos là một bản tương tự trực tiếp của Unix được các quản trị viên hệ thống và chuyên gia lập trình Liên Xô bản địa hóa và điều chỉnh cho phù hợp với các điều kiện của Liên Xô vào giữa những năm 80. Năm 1988, các chuyên gia của Demos đã nhận giải thưởng của Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô. Rất tiếc, đó cũng là vinh dự cuối cùng.
dự án đóng cửa vào đầu những năm 1990. Bạn hãy theo dõi các video tiếp theo trên kênh Hoài niệm Liên Xô để có thêm thông tin về đất nước và con người Xô Viết. Đồng thời, lưu lại những khoảnh khắc hoài niệm, những dấu ấn sâu lắng trong lòng của nhiều thế hệ người Việt đã từng gắn bó những năm tháng tuổi trẻ của mình tại Liên Xô. Chúc bạn luôn vui vẻ.